Xin chào quý vị và bạn, trở lại với channel của em thì trong video này mình cũng cập nhật qua cái giá bán chương trình khuyến mại của đầu xe Ford Everest. Khác với Ranger khi là xe lắp ráp thì Everest vẫn là xe nhập khẩu nguyên chiếc và chương trình khuyến mại vẫn đang được hỗ trợ khá là nhiều, Thật sự là sâu rất là sâu từ ngâu ra rồi. Mức dao động giảm vào khoảng hơn 100 triệu đồng. Cụ thể thì phiên bản cao cấp. Ever b 2 cầu giá niêm yết 1 tỷ 399 triệu đồng hiện nay đang có mức giảm dao động vào tổng giá trị là 110 triệu đồng cả tiền mặt và phụ kiện à, mức lăn bánh tạm tính tại tỉnh địa phương thì à, chúng ta sẽ động vào khoảng 1 tỷ tư nhé 1 tỷ 480 triệu à, với các bác ra biển tại Hà Nội à, các bác ra biển tại tỉnh địa phương thì sẽ là 1 tỷ 430 đến 35 triệu đồng à, trả góp tối thiểu từ à, 450 triệu đồng nhé à, Mức vay tối đa là 80% giá trị xe à, Chi phí Cái mức giá lăn bánh này thì uh, thật sự là so với thời điểm trước giảm khá là nhiều Em với hai cầu thì uh, hiện nay uh, thật sự là mức khuyến mại rất là sâu và 110 triệu đồng Ever một cầu thì chúng ta sẽ uh, ít hơn một chút nhé uh, mức giá dao động khoảng 100 triệu cho mức khuyến mại hiện nay 1 tỷ 181 triệu đồng cho phiên bản Titanium số động một cầu. Mức giá lăn bánh dự tính tại tỉnh địa phương như Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 240 triệu đồng. Mức tính tạm tính ở các tỉnh có mức thuế 10% thì sẽ là 1 tỷ 2 thôi nhé. Trả góp tối thiểu từ 350 triệu đồng. Ever Support 1 tỷ 112 triệu đồng. À, mẫu xe cũng được khá nhiều quan tâm Tuy nhiên thì lại có cái mức khuyến mại ít nhất à, tổng giá trị đâu đó vào khoảng 90 95 triệu đồng thôi à, mức giá lăn bánh tạm tính sẽ dao động vào khoảng 1 tỷ 160 và 1 tỷ 120 triệu đồng dành cho các bác ở tỉnh địa phương Hà Nội đó ba à, đầu xe Everest và thật sự là doanh số bán Everest vẫn rất là ổn à, đa phần chúng ta chỉ là có xe giao sẵn ngay hay không thôi thì à, đẹp mà được nhận thêm một khuyến mại này à, cân đối giữa tiền mặt và phụ kiện làm sao cho hợp lý thì à, mình vui lòng liên hệ trực tiếp với em có line là đính kèm trên màn hình nhé à, giá xe sẽ thay đổi theo từng thời điểm à, có thể là theo ngày theo tuần và theo lượng xe mà đã đến lượt về nên là khi mà mình có nhu cầu quan tâm thì cứ búc máy, alo giúp em, chúng ta nhận được cái báo giá và hỗ trợ một cách tốt nhất nhé. Thủ tục vay trả góp hay hỗ trợ đăng ký đăng kiểm ra xe tại nhà thì chúng ta có thể đàm phán và được tặng kèm theo khi chúng ta mua xe. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video cập nhật giá tiếp theo. Everest thì em đã làm rất là nhiều video rồi quý anh chị có thể tìm lại ở trên trên uh, n nhé xin chào